Xin kính chào quý vị. Greeting to you, my brothers and sisters. Trên cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng có bạn. On this earth, we all have friends. Bạn đường. Just casual friends. Bạn đời. Soulmate friends. Và có thể rằng chúng ta còn có nhiều người bạn nữa. Probably we have other friends. Chẳng hạn như tiền bạc cũng là người bạn mà đi với cuộc đời chúng ta. Money could be your friend. Danh vọng, địa vị và thú vui cũng là những người bạn. Fame, being famous, leisures, pleasures in life could be your friends. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói đến một người bạn rất là quan trọng. Today we will speak about a very important person, a friend. Đó là người bạn đời đời. That is your eternal friend. Tiền bạc thì cũng dễ chia tay chúng ta lắm. Money could easily separate ways with you. Danh vọng địa vị thì cũng sẽ rời xa chúng ta. Fame, being famous and status could say goodbye to you. Và thậm chí con người thì cũng không thể nào đi với chúng ta mãi mãi. And even our loved ones could not go with us forever. Và lần lượt những người bạn, những người tình đã bỏ ta đi như bài hát của Trịnh Công Sơn. And one by one, our loved ones, our friend, one by one, they just leave us behind. Và đến cuối cùng thì chúng ta thấy chỉ có một mình trở trời. In the end, there's only us, ourselves. Khi chúng ta bước vào cõi đời đời, tiền bạc không đi theo chúng ta. When we step into eternity, money doesn't follow us. Tất cả mọi danh vọng đời này cũng không đi theo chúng ta. All the fame and being famous did not go with us. Con cái hay là những người thân yêu, họ cũng chỉ khóc thương chúng ta mà thôi. The children or loved ones cry for us. Chúng ta thật là cô đơn. We are lonely. Và có rất nhiều người đến cái giây phút cuối cùng mới cảm nhận được cái sự cô đơn của mình. And there are those that in the end of their lives they feel that loneliness. Nhưng mà có một người bạn sẽ chờ chúng ta sau khi chúng ta qua đời. But there is a friend that is waiting for us even after we pass on from this life. Và đó chính là người bạn đời đời. And that is our eternal friend. Và Ngài mời gọi tôi và quý vị hãy kết bạn với Ngài. And he invites us to be friend with him. Đức Chúa Trời gọi con người của chúng ta là bạn của Ngài. And the Lord God called us to be his friends. Đức Chúa Trời rất yêu chúng ta. The Lord God loves us. Và Ngài muốn tôi và quý vị làm bạn với Ngài. And he wants us to be friend with him. Nhưng mà thường thì chúng ta không muốn làm bạn với Chúa. But normally we do not want to be friends with God. Và nếu có một số người nào đó làm bạn rồi, có khi lại còn phản bội Ngài nữa. And there are those who are becoming friends with God and they betray God. Giống như chúng ta thấy Judas Iscariot đã từng bán thầy của mình với 30 miếng bạc. Just like Judas Iscariot sold his friend for 30 pieces of silver. Chúa mời gọi tôi và quý vị kết bạn với Ngài. And the Lord invites us to be friend with God. Nhưng mà chúng ta thường thì làm bạn với thế gian. But normally we are friends with this world. Và trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4 nói như thế này. And in James chapter 4 verse 4 say. Nếu chúng ta làm bạn với thế gian tức là chúng ta thù nghịch với Chúa Trời. And if we be friend with this world, we become enemies with God. Như vậy thì làm bạn có nghĩa là gì? What is making friends? Nghĩa là chúng ta giao kết một cái mối quan hệ đặc biệt với một ai đó. That is having a fellowship, a connection with someone. Chúng ta rất đồng ý người đó về rất nhiều điểm. And we agree with that friends about so many different points. Và chúng ta đồng hành, chúng ta sống cùng với người đó. We walk, we live with that person along the path of life. Nếu chọn một người bạn thì quý vị phải chọn ai? If we have to choose a friend, who are you going to choose? Người ta nói rằng trên đời này không phải là có nhiều bạn là sung sướng đâu. In this life, not that you have so many friends and you'll be happy. Mà chúng ta phải có những người bạn tốt. That you have to have a few good friends. Vì vậy cho nên cái vấn đề không phải là chúng ta có thật nhiều bạn. So the problem is not that we have to have so many friends. Nhưng chúng ta phải nhận ra ai là người bạn tốt của chúng ta. But we have to realize who's our good friends. Có một bài hát nói rằng nếu mà
đi đúng giày thì không đau chân. There is a song saying that if you wear the right shoes, then you will not hurt your feet. Yêu đúng người thì không đau tim. If you love the right person, then you will not hurt your heart. Chơi đúng bạn thì không đau đầu. And if you play with the right friends, then you will not have headaches. Vì vậy cho nên chúng ta phải cần chơi cho đúng bạn. Therefore, you have to choose or play with the right friends. Đừng có nhìn thấy người ta giàu có mà chúng ta nghĩ rằng mình muốn kết bạn. Don't think that the people are so rich and wealthy then you want to be friend with them. Đừng nghĩ rằng là họ có quyền thế chúng ta nghĩ rằng mình làm bạn với họ là tốt. Don't think they have so much power, positions and you want to be friend with them. Đừng có thấy người ta đẹp quá rồi mình nghĩ rằng chắc kết bạn với họ mình sẽ hạnh phúc. Don't think they are so beautiful or pretty then you be friend with them you'll be happy. Vì vậy cho nên Chúa dạy tôi và quý vị đừng có nhìn bề ngoài. Therefore, the Lord taught us not to look at the outside appearance. Đôi khi cái bề ngoài nó phản ngược lại với bên trong lòng. Sometimes the outside appearance contrasts with the inside beauty. Và rất khó để chúng ta có được những người bạn tốt trên đời này. And it's hard to have a few good friends in this life. Người ta nói rằng người bạn tốt tức là người anh em ruột mà chính chúng ta chọn. Good friend is like a brothers that we choose. Và tôi tin rằng là quý vị cũng có thể tìm ra một ai đó là người bạn rất tốt cho quý vị. And I believe that you can find some good friends that you can be friend with. Nhưng dù vậy thì người bạn đó vẫn không thể đi cùng với chúng ta mãi mãi. Even so, that friend cannot walk with us forever. Trên cuộc đời này đã có những cái tình bạn thật là độc đáo. In this life, there are so many friendships that are so very unique. Người ta có thể rất là chung tình, rất là gọi là yêu thương nhau. And they are faithful and they are loving one another. Nhưng một biến cố nào đó cũng có thể khiến người ta phải chia tay. But some event, major event happens, then they can separate their way. Thiên Chúa yêu chúng ta. The Lord God loves us. Và Chúa nói rằng không có một người nào mà vì bạn của mình mà chết hết. And the Lord God said that nobody because of their friends and die for them. Nhưng mà Chúa đã chết vì những người bạn của Ngài. But the Lord God himself died for his friends. Và Ngài gọi tôi và quý vị là bạn của Chúa. And the Lord God called us to be his friends. Và cảm ơn Chúa, Ngài cũng không gọi các môn đệ của Ngài là những đầy tớ nữa. Thanks be to God that he did not call us servants. Nhưng Ngài gọi họ là bạn hữu của Ngài. But he called us friends. Ngài gọi rằng ta không gọi các ngươi là bạn là đầy tớ mà các ngươi là bạn của ta. I didn't call you my servants, but you are my friends. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời gọi Abraham là bạn của Ngài. The Lord God called Abraham to be his friend. Chúa Giêsu cũng đã gọi Lazarus là bạn ta. Jesus called Lazarus his friends. Vì vậy cho nên Ngài rất muốn làm bạn với chúng ta. Therefore, he wants to be our friends. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ làm bạn với Chúa không? Have you ever thought that you will be friend with God? Khi mới đầu tôi hát cái bài thánh ca 81 mà bạn thân tôi ấy Jesus Christ đó. When I first sang the song from the hymnal song number 81. Thì tôi nghĩ what a friend we have in Jesus. Tôi nghĩ rằng cái bài hát này khó làm sao mà mình có thể làm bạn với Chúa được. I thought this song was hard. How could we be friend with God? Nhưng mà đó là một lẽ thật mà rất là quan trọng. But that is the truth that it is very important. Quý vị sẽ làm bạn của Chúa. You are to become his friend. Chúng ta sẽ được sống đời đời như Ngài. We will live eternally with him. Khi Chúa dựng nên loài người, when God created man, thì Ngài nói rằng Ngài sẽ dựng nên loài người giống như Ngài. He said he will create man in his image. Cảm tạ Chúa Đức Chúa Trời, Ngài khi Ngài dựng nên chúng ta thì Ngài đã chọn lựa chúng ta. Thanks be to God that when he created us, he has chosen us. Để chúng ta được sống đời đời. So that we will live eternally. Ngài đã có một cái kế hoạch thật là tuyệt vời cho mỗi chúng ta. He has a master plan or perfect plan for us. Đừng có suy nghĩ rằng chúng ta sẽ sống 100 tuổi rồi chúng ta chết. Don't think that we will live 100 years then we'll die. Chúng ta sẽ được sống đời đời. We will live eternally. Và sống đời đời trong một cái tình trạng rất là tốt lành. And living eternally in a perfect condition. Đó là chúng ta làm bạn với Đức Chúa Trời. That is to be friend with God. Ngài gọi tôi và quý vị là con của Ngài. He called us his children. Là đầy tớ của Ngài. His servant. Và là bạn hữu của Ngài. And his friends. Tạ ơn Chúa. Thanks be to God. Một ngày nào đó quý vị sẽ ngạc nhiên. Someday you will be very surprised. Quý vị nghĩ rằng tôi trở thành bạn của Đức Chúa Trời sao? Oh, how could I become friend with God? Nếu quý vị là bạn của một vị tổng thống nào đó.
If you are a friend of a certain president, quý vị thấy có tự hào không? Don't you think that you will be very proud? Chúng ta sẽ cảm thấy rằng đời sống chúng ta rất là hạnh phúc. We will feel that our life is very happy. Nếu chúng ta biết rằng Chúa muốn kết bạn với chúng ta. But you know that God wants to be friend with us. Nhưng quý vị cũng đã từng kết bạn ở đời này rồi. Just like you be friend with someone in this life. Cũng khó lắm để có thể trở thành một người bạn. It's hard to be a friend, right? Chứ không có đơn giản là chúng ta chỉ gặp nhau hỏi trò chuyện với nhau vài câu chuyện chúng ta trở thành bạn. It's not just like meeting each other and talking just a few then become friends. Và Đức Chúa Trời rất là khôn ngoan. And the Lord God is very wise. Ngài nhìn thấy nơi trong lòng của mỗi chúng ta. He looked at the inner hearts. Và Ngài biết được tôi và quý vị có phải là người có thể làm bạn với Ngài hay không. And He knows that we can be friends with Him or not. Không phải là vì chúng ta yếu đuối, thiếu kém nhiều thứ. Not because we are weak and feeble and lacking so many things. Không phải là bởi vì chúng ta là con người cho nên Chúa không muốn làm bạn với chúng ta. Not like we are humans and God doesn't want to be friends with us. Nhưng Ngài nhìn thấy tôi và quý vị thật sự có phải là người thật sự yêu mến Ngài không? But He truly look at us and see if we truly love Him. Có tin Ngài không? Believe in Him. Có làm vui lòng Ngài không? Pleasing Him. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 14. In the Gospel of John chapter 15 verse 14. Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi làm theo điều ta dạy. And Jesus said if you do what I have taught you. Thì các ngươi là bạn hữu của ta. Then you are my friend. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa về điều này. We are very thankful to God about this point. Chúa không nói rằng là bởi vì các ngươi phải thánh thiện. And the Lord didn't say that you have to be holy. Chúa không phải nói rằng là các ngươi phải có rất là tài năng như ta. The Lord didn't say that you have to be as capable as I am. Hay Chúa không nói rằng tự cố gắng lên để tốt lên. Oh, he did not say that. Oh, you have to try with your own effort. Try it. Nhưng Chúa nói rằng là Chúa sẽ dạy cho chúng ta. The Lord said He shall teach us. Việc của chúng ta chỉ là bằng lòng làm theo lời chỉ dẫn của Ngài. Our part is to be so willing to do what He has taught thì us. Thì chúng ta sẽ là bạn của Chúa. Then we will be His friend. Quý vị thấy điều kiện dễ không? You see, nếu quý vị very, muốn, very easy, right? Muốn làm bạn với một người giàu, to become a friend with a rich, một đại gia, or a very wealthy person. Quý vị phải cho họ biết rằng mình có bao nhiêu tiền. You have to tell them how much money you have. Nếu quý vị ít tiền quá, người ta không muốn làm bạn với quý vị. And if you don't have much money, they don't want to be friend with you. Nếu quý vị làm bạn với một người rất có tài năng. If you are a friend with someone who is so capable. Cũng vậy, chúng ta phải cho họ biết chúng ta rất là tài năng. It is the same way, you have to let them know that you are very capable. Nếu quý vị làm bạn với một người đẹp. If you are a friend with a very beautiful person. Người ta cũng đòi hỏi quý vị có thật xứng với cái đẹp của người ta không. And they would require that you have to match their beauty. Nhưng Chúa Giêsu không đòi hỏi những điều này. But the Lord did not require all this. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. He demand or require that we follow His teaching. Dễ quá không quý vị? Easy, right? Chỉ vâng lời làm theo. Just to be obedient chỉ and do it. Ngài. Believe in Him. Chỉ bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Just walking after His guidance. Quý vị sẽ trở thành bạn của Đức Chúa Trời chắc chắn. You shall become God's friend for sure. Có rất nhiều người đã đến nhà thờ này rồi. There are so many people that came to this church. Nhưng chưa chắc họ sẽ là bạn của Đức Chúa Trời. But they are not sure that they will become friend of God. Nếu họ không làm theo sự chỉ dạy của Chúa. If they do not do what the Lord has taught them. Lời của Chúa nói rằng không phải kẻ nói lạy Chúa là được vào nước thiên đàng. The Lord said that in His word that not all those who say Lord, Lord, Lord. Nhưng người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời. Then they will go to heaven, but they do the will of God. Thế gian với sự tham dục của nó sẽ qua đi. The world with all its lustful desires. Nhưng những người sống 1,000 tuổi, 2,000 tuổi là người làm theo ý của Đức Chúa Trời. Shall pass away, but those who live 1,000 years, 2,000 years are those who do the will of God. Không phải 1,000 đâu mà là mãi mãi đời đời chúng ta sẽ sống. Not just 1,000, but forever we will live. Cảm tạ Chúa. Thanks be to God. Dễ quá phải không quý vị? So easy, right? Nhưng tại sao một số người không chịu làm? But how come not so many people do it? Chúa nói với Adam và Eva. The Lord told Adam and Eve. Được ăn hết tất cả các trái cây, chỉ có một thứ này không được ăn thôi. You shall eat all these fruits except one. Đó là ý muốn của Chúa. That is the will of God. Adam và Eva có vâng lời không quý vị? Did Adam and Eve obey? Dạ, chỉ có một điều mà không được làm thôi mà cuối cùng họ đã làm. Only one thing that they should not do and they did. Vì vậy hãy cẩn thận.
Therefore, be careful. Chúa muốn tôi và quý vị hãy từ bỏ cái ngã của mình đi. The Lord wants us to give up our own ego. Hãy đơn sơ mà làm theo sự chỉ dẫn của Chúa. Just simply do what the Lord has taught us. Hãy cẩn thận làm theo những điều mà Chúa dạy. Be careful and do what the Lord has taught us. Chỉ đơn giản vậy thôi. Just that simple. Và nếu chúng ta không làm được thì Chúa sẽ trợ giúp cho chúng ta để chúng ta làm. And if we cannot do it, then God will help us. Tôi nghĩ rằng đi với Chúa thật là dễ dàng. I believe that walking with God is so easy. Nhiều người đã trở làm cho nó trở nên khó. Many people make it so complicated. Bởi vì chúng ta không có tin vào Chúa. Because we do not obey or believe in God. Chúng ta tin vào chính mình hơn là tin vào Chúa. We believe in ourselves more than we believe in God. Và thậm chí chúng ta tin vào kẻ ác, kẻ xấu hơn là Chúa. Even we believe in the wicked, the evil person more than we believe in God. Bởi vì kẻ ác và kẻ xấu có những cái lý luận rất là hay. Because the evil one or the wicked one has their own reasoning. Mặc dù đó là một sự lừa dối. Even though that could be a deceit. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta làm bạn với Chúa. May God help us so that we will be think of being friend with God. Chỉ có làm bạn với Chúa chúng ta mới sống đời đời. Only to become friend with God, we will live eternally. Và trên đời này, quý vị muốn làm bạn với bất cứ ai thì quý vị cũng sẽ qua đi. And on this earth, you can become friends with anyone, but then you will soon pass away. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự muốn làm bạn với Ngài. May God help us so that we will truly want to become friend with God. Ở trong Tin Lành Luca đoạn 16. In Luke chapter 16, verse 9. Chúa Giêsu kể câu chuyện của một người đầy tớ. The Lord told a story about a servant. Một quản gia, like a steward. Ông làm quản gia cho một gia đình giàu có lắm. He was a steward for a very rich and wealthy family. Nhưng mà một lý do nào đó thì ông nghe tin rằng ông chủ sắp đuổi ông. But for whatever reason, he heard that the owner will let him go. Và ông tận dụng những cái ngày tháng còn lại. And he maximized the remaining days of his life. Và ông kêu hết tất cả những người mắc nợ ông chủ là trở lại. And he called all those who owe their owners. Và bắt đầu ông giúp đỡ cho người ta. And he helped them. Người nào thiếu 100 thì ông ghi còn thiếu 50 thôi. If they owe the owners 100, he said, okay, now you owe just 50. Và người nào ông cũng giúp đỡ như vậy hết. And he helps everyone. Và bữa nữa cuối cùng một ngày đó đúng y là ông chủ đuổi ông ta. And exactly after a few days, their owner let him go. Và khi ông chủ đuổi thì mấy cái người mà ông giúp đỡ đó. And when the owner let him go, then those that he helped. Rước ông về nhà. Welcoming him home. Nuôi ông và lo chu cấp cho mọi sự. Take care of him and provide for his needs. Bởi vì ông đã giúp đỡ người ta rất là nhiều. Because he has helped them so much. Và Chúa Giêsu kể câu chuyện đó để nói lên rằng chúng ta cần phải khôn ngoan. And the Lord told us that story to tell us to be wise. Tôi và quý vị là những quản gia trên trần gian này. We are stewards in this life. Ngày xưa chúng ta là một em bé thôi. When we were just infants or babies. Không có được $5 nữa. We don't even have $5. Nhưng bây giờ chúng ta có rất nhiều. But now we have so much. Ngày xưa chúng ta không có sự hiểu biết gì cả. Before we do not have much understanding. Nhưng bây giờ chúng ta biết rất nhiều. But now we know so much. Nói chung là chúng ta sở hữu được nhiều điều tốt lành. In general, we possess or own so many things. Nhưng chúng ta được báo trước. But we are forewarned. Chúng ta sẽ chấm dứt cái chức vụ quản gia đó một ngày gần đây. We will end our stewardship one day. Có điều ông chủ không có báo ngày nào. But the Lord didn't tell us when. Có người thì 80 tuổi thì bị đuổi việc. There are those being let go at 80 years old. Nhưng cũng có những người có 20-30 tuổi thôi. But others 20-30. Có người hôm nay vẫn còn làm việc đó nhưng ngày mai lại phải rời khỏi cái vị trí của mình. There are those who work today but tomorrow they may be gone. Chúng ta sẽ làm gì trong cái chức vụ tạm bợ này? What are we going to do with this temporary position? Đừng nắm giữ những điều đó. Don't try to hold on to it. Chúa nói rằng là các ngươi hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn. The Lord said, "Use this earthly gains to be friends." Để khi của ấy hết đi, so that when that thing is gone, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. They welcome you into the eternal home. Của bất nghĩa đây tức là những cái của thật sự nó cũng không có ý nghĩa gì, không có giá trị. Their gains here is like it doesn't have much meaning. Chúa không khuyến khích là chúng ta sống một cách bất nghĩa. The Lord didn't encourage us to live in such a way. Nhưng Chúa muốn cho tôi và quý vị biết rằng tất cả chỉ là tạm bợ.
But he wants us to let us know that all these things are so temporal. Tất cả đều không có ý nghĩa đời đời. They did not have the eternal meaning. Hãy sử dụng những điều đó mà kết bạn. Use those things to become friend. Hãy sử dụng những gì mình có để mà có thể làm để kết bạn đời đời. Use whatever you have there to become friends eternally. Đừng nắm giữ cho chính mình. Don't try to hold on or to hoard. Sẽ có một ngày tất cả những điều đó hết đi. Someday all those things will be gone. Chúng ta sẽ được rước vào nhà đời đời. And we will be welcoming into our eternal home. Hãy cho những gì chúng ta đừng có. Give away what you have. Nếu chúng ta là những người giàu có, if we are a rich and wealthy, hãy giúp đỡ những người nghèo. Help the poor. Nếu quý vị là những người khỏe mạnh, if you are strong, hãy giúp đỡ những người yếu. Help those who are weak. Nếu quý vị là những người thông minh, if you are intelligent, hãy giúp đỡ những người họ kém cỏi hơn mình. Help those who have lack in their own sense. Hãy sống một cuộc sống yêu thương. Live a love, a life of love. Hãy tin kính Thiên Chúa. Reverence the Lord God. Hãy sử dụng những cái ngày tháng tạm bợ này để kết bạn đời đời. Use the remaining days of your life to become friend with God. Và Chúa đang đứng nhìn xem mỗi chúng ta. And the Lord is looking at you right now. Để thử chúng ta sử dụng những gì mà Ngài trao cho chúng ta có. To see what are you doing with what He has given you now. Có một người kia thử thách các đứa cháu của mình. There's someone who tried to test their niece and nephews. Ông ta muốn trao cái gia tài đó, nhưng mà trước khi trao gia tài thì ông ta muốn thử ba đứa cháu. He wants to give the inheritance to their grandchildren. Ông cụ kia đã trao cho ba đứa cháu của mình. Just like this grandfather gave to their three grandchildren. Một số tiền giống nhau. The same amount of money. Và không có nhiều. Not much. Nhưng mà ông nói rằng là làm sao để mà mua một cái gì đó mà chứa đầy cái căn nhà này, căn phòng này thì đứa nào mua được đủ thì sẽ là đứa đó được gia tài. And it's like he's testing to see which one will buy and fill this house with the whole thing and he will let them know. Một em trở về và mang theo rất nhiều những rơm rạ. And one person returned with so many of their chaffs. Nhưng mà em bỏ rơm vào trong nhà đó thì cũng chỉ có khoảng chưa được phân nửa cái căn phòng. And if he bring all the chaffs inside the room and it only fill half of the room. Một em khác thì mua bông gòn. Another person is filling it with cotton. Em ấy nghĩ rằng là mình có thể để cái bông gòn chứa đầy cả cái căn phòng. And he thought that he could fill the whole room with the cotton. Nhưng rồi số bông gòn đó cũng không thể chứa đầy cái căn phòng được. But that amount of the cotton cannot fill the whole room. Cuối cùng đứa thứ ba. And in the end, the third person. Nó trở về nó không có đem cái gì vô nhiều hết. He returned and did not bring so much. Nó mua một cái đèn. He bought a light. Và nó một que diêm bật lên. And their match, and he lighted up. Và khi đó đốt cháy cái đèn đó thì ánh sáng chan hòa khắp cả cái căn phòng. And when he lighted up, and the light filled the whole room. Và ông cụ nói rằng đây chính là đứa rất là khôn ngoan. And he said, "Here is a very wise person." Đức Chúa Trời trao cho tôi và quý vị một cuộc đời. The Lord gave us a life. Và mỗi người chúng ta một số những cái tài năng. And each one of us with some talents. Những tài năng đó tùy nơi cái khả năng của chúng ta. And all those talents depend on us. Không phải Đức Chúa Trời không công bằng. Not because God is not equal. Nhưng Ngài đã trao cho mỗi người chúng ta rất là công bằng. But He equally hand them to us very righteously. Để xem chúng ta có sống một cuộc đời khôn ngoan hay không. To see what we are going to do if we can live a life full of wisdom. Chúng ta đã sử dụng cuộc đời của mình như thế nào? And how we are going to live our life. Và xin Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. And may God bless us. Xin Chúa ở cùng chúng ta. May God be with us. Và ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh. And give us a very blessed life. Xin Chúa Ngài cho tôi và quý vị sống một đời sống xứng đáng trước mặt Ngài. May God help us live a worthy life before His presence. Giờ này chúng ta hiệp chung để dâng lời Chúa lời cầu. Let's join together in prayer. Chúng ta cùng đứng lên để hiệp chung cầu nguyện. Let's stand and join in prayer. Tôi kính mời quý vị bước đến để chúng ta cùng cầu nguyện. I invite you to step forward. We can all pray together. Lạy Chúa chúng con,
Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có thời giờ để thờ phượng Chúa buổi chiều hôm nay. Và tạ ơn Chúa vì ơn của Ngài đối với chúng con, sự thăm viếng của Chúa, sự ban phước của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Cha ơi, xin cho chúng con được ơn trước mặt Ngài và nguyện Ngài ban phước để đời sống của chúng con. Mỗi ngày chúng con làm sáng danh Chúa, chúng con phục vụ Chúa, chúng con hầu việc Ngài, nhất là chúng con sử dụng đời sống của chúng con một cách xứng đáng trước mặt Chúa. Chúng con chỉ có một cuộc đời và cuộc đời này sẽ qua đi. Ngài muốn chúng con phải kết bạn với Ngài, Ngài muốn chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, xin bày tỏ đường lối của Ngài, xin chỉ dẫn cho chúng con để rồi chúng con có thể biết được, hầu cho đời sống của mỗi chúng con làm vinh hiển danh Chúa, và chúng con sẽ phục vụ Ngài, chúng con sẽ hầu việc Ngài một cách hết lòng. Con cảm ơn Cha. Xin đi cùng chúng con, xin thăm viếng, xin ban phước trên chúng con để chúng con được ơn của Chúa và chúng con phục vụ Ngài, chúng con làm vinh danh Chúa. Đời sống của chúng con sẽ là những người bạn xứng đáng hầu cho chúng con bước vào trong đức của Ngài. Chúng con sẽ thật sự được thuộc về Ngài, chúng con sẽ thật sự làm vinh hiển danh Chúa. Cha ơi, con dâng hết tất cả mọi điều trong tay của Ngài. Xin Chúa ở cùng và xin Chúa thăm viếng đời sống của chúng con. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.